đây là vô. Cười. Thưa quý vị, và xin được cảm ơn sự xuất hiện đến từ một người anh của cô dâu Tina, đó chính là ca sĩ Lâm Hùng. Và kính thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một sự xuất hiện thật đặc biệt trên sân khấu của chúng ta. Và xin được mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên sân khấu nam ca sĩ Chu Bin. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Giả Vờ Thương Anh Được Không. Khoan một chút xíu. Lời nói đầu tiên cho phép Chu Bin sẽ được gửi tới tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất à. Mic này. Alo. Dạ rồi. Thưa quý vị, thì hôm nay là ngày đặc biệt của Tina. Ngày hạnh phúc của Tina thì Chu Bin không có gì nhiều. Có những ca khúc thật hay dành tặng cho Tina cũng như là tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên, xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc này rất là ý nghĩa. Chắc là chị em phụ nữ nghe bài hát này sẽ rất là thích đi ạ. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc được mang tên Thế Giới Để Anh Lo. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Bao giờ anh đã thương một người, ngày làm anh ngày đêm anh thương em người. Không biết từ khi nào anh giống như gà ngờ. Từ khi gặp em đêm anh về nằm mơ. Nếu không gặp được nàng, anh mất ăn mất ngủ. Cuộc đời anh sẽ không có mùa xuân ra. Nắm đôi tay dịu dàng. Muốn nói với em một lời rằng em ơi anh muốn ta thành đôi. Thế giới để anh lo, đây tìm đây em cầm đi. Thế giới để anh lo, đời của anh em cầm đi. Việc còn lại để anh dâng giờ chỉ anh về nhà. Bởi anh là siêu nhân em, mời em đừng lo. Thành hồ của chú rể nhất hang cùng với dâu Tina sẽ được bắt đầu trong mấy phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý cùng ổn định vị trí và sẵn sàng cho buổi tiệc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chào quý vị nay đã lại bên. Hôm nay sẽ là Yi Khang và Xin Ngạn Tina đã hôn lễ, còn có 5 phút. Xin chi trang khai sử. Chào an quý vị. Ladies and gentlemen, the wedding reception of the groom Nhất Khang and the bride Tina is about to start in a few minutes. We would like to invite all of these stupid guests, please take a seat and prepare for the party tonight. Thank you.